Rồi quý vị ơi, bên size 2170, một cây kim ba xưa 400k bao ship toàn quốc. Anh nào quen thì ship code là chuyển khoản nha quý vị. Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk, ba tỉnh không giao hàng được nha quý vị. Rồi, đây. Rồi chơi trà xanh đây nha, coi cho kỹ đi rồi bắt đầu tôi cho coi tỷ lệ của nó kỹ nha. Đó, giờ đầu tiên là coi cho trà xanh trước đi. Rồi ha, bắt đầu quay nha, cận cảnh nha, nu của nó nè, thấy nu chưa? Có cây chữ thủy nào mà nhỏ xíu mà nu như vậy không? Không bao giờ có, chỉ có kim mà xưa mới có thôi. Ha, cái này mua về vô cái ông tượng gì đó dán bay bay xuống vậy chơi được hết nha quý vị. Ha, nè nu của nó nè, từ ở dưới gốc mà nu lên tới trên đỉnh luôn nha quý vị. Ha. Rồi tôi quay mặt sau cho coi nha. Đó, dẹp chai trà xanh qua đây. Đây là mặt sau nha, nu của nó nè, thấy chưa? Cái này là u vú toàn thân luôn nha. Đó, mà đặc biệt là nhỏ xíu nha, như chiếc đũa vậy nhưng mình nu vậy đó. Đây mặt sau nha quý vị. Rồi trên quay xuống nè. Đó, chai trà xanh nè, thấy không, thấy cái tàn cái dáng nó bay vậy không đó. Rồi quay qua bên kia luôn nữa nè. Quay tới quay lui quay xuôi quay ngược đó cho quý vị xem cận cảnh đó đó. Rồi nha quý vị, 400k bao ship toàn quốc nha. Đó, cây này là 5-6 năm tuổi rồi đó, già hơn cái cây hồi nãy luôn đó nha, nu nè. Rồi xuống đi con ơi, kết thúc luôn.